Dạ mày đâu rồi? Ăn cơm chưa lắc, ăn cơm dần này ăn cơm, thấy cơm mà anh mất cơm. Linh Tâm nó về tránh luôn hả vậy anh Trinh? Nó về em ơi mà cho anh về bao hôm chưa? Chở con đi làm cái gì con gái này. Thì nói chứ đôi đang uống keo đó con xích cái giò con mày ta hôm, cái chỗ mà da non thịt non nó lạnh cấp hôm kì. Nay là xuống chị là hôm nay đến ngày thứ năm mà hả? Ngày thứ năm, ngày thứ năm ngày thấy nó nhỏ gọn luôn á. Rồi thấy trong mình sao rồi em trai? Giờ hôm nay khỏe nhiều. Ờ, hôm nay khỏe nhiều rồi. Nó không có hành nhiều như mấy bữa đầu. Rồi giò đồ có nhức không? Dạ có, mấy bữa đầu có nhức chứ. Hôm nay đỡ rồi, hôm nay cò cò đi là được. Hôm nay cò cò đi được rồi. Thôi từ từ chắc ông Tư chỉ đừng hết. Đừng cò con. Dạ không, đi cầu dạ. Để kia đó ông Tư. Ờ, chịu cực chống có. Con cò đây, cái chiếc con nó giặt ranh con nó chuyển đi cái vết thương này này lành hay gì cơ? Dạ, nó lành, nó không có chảy đất nhẹ. Ờ, lành này. Cái thằng Miên dưới Lâm Viên này giờ nó bị cái bàn tay. Có tí cái này không? Cái này nó bị lột cái lớp da nó cũ cắt nhỏ lên mấy nó lên tàu tàu lao quá. Mới của mình lại nè. Bị sức cái thuốc đỏ của ông Tư nè. Cái da thuốc mình lột da là nó trắng. Ừ. Nó hồng lên. Nè cái này bữa nay cũng đỡ hồng lên nè. Ừ, hồng đỏ lên nè. Này nó rút cái chân của con bé lại nó nhỏ gọn hơn nhiều. Thì theo tụi cháu nhận thức tao thì tao nói tao hay rồi đó. Im cái da này bữa nay im rồi nè. Tối nay có quậy em nhiều không? Có, nó khó ngủ tí ngồi tới một cái giờ ngủ khó ngủ nhưng mà sau khi ngủ được thì sáng thì nó khỏe ha. Mới thức này chắc lúc 9 giờ vậy ha. Mọi người thử là được. Hôm nay 4 ngày rồi cái cây thuốc đó nó có mà biến chuyển gì không ông Tư? Cây thuốc nào? Cây thuốc ông Câm cắm vô á. Đâu có 24 giờ phải thay cây. Nhưng mà ông có thấy nó chưa, có biến chuyển gì không Tư? Dạ còn, chưa hả? Độc tố nó còn. Dạ độc tố nó còn. Nó 7 ngày chứ có thể trên 7 ngày. Dạ. Bây giờ cái bị nó quá lâu đó con. Dạ. Bị để quá lâu tới 6 tháng mấy mà mới xuống đây trị. Qua wow, ông Tư cũng gịch lên con nó còn dính ngắt gịch lên một cái da nó đi theo cái thuốc luôn á. Gì hả? Xíu vậy mà đi theo cái thuốc luôn á. Ôi ôi. Bởi vì ông Tư nói cái cây đó nó hít như 500 mà. Ừ. Như con đĩa đeo vậy hả ông Tư? Mạnh ngân đĩa nữa mà. Dạ. Ông Tư lựa cây thuốc. Sao mỗi lần... Cái gì? Nó dốc với tụi cháu nữa rồi. Dạ. Một cây thuốc này tao quý hơn cây vàng. Bị gì nó cứu sinh mạng mình được. Dạ đúng rồi. Cha bây giờ chưa? Để, chưa để lên cái bào tay không có thấy. Nè nè nè, để đây nè. Có chút xíu gì đó mà là tiên dược. Bữa gom ngọc tiêu á, hoặc mạng ngừ á. Bởi vì ngọc lúa đen tôi á. Có nhiều đó mà cứu sống mạng người. Cái anh chủ cái này bằng hột gạo hả? Chi lăng ngọc tư mới cứu xong mới có 3 ngày là anh đó hết bệnh. Này là tiên. Đó là chị cũng đâm thuốc cho ông bó ông đi. Này là tiên dược nè. Tiên dược. Bằng hột gạo hả? Chút xíu. Có chút xíu. Xíu xíu luôn. Hồi đó anh Tư dược anh còn sống anh nói bây giờ ông muốn xuống với ông ở nhà lầu. Thì nhà nước cất nhà lầu cho ông. Nhà thuốc rồi à? Chưa hả? Chưa con đi hái thuốc. Đi. Hái vô chắc, hái giùm cha đi. Cụ đang đi học rồi. Thuốc này là chỉ có mình ông Tư có thôi. Độc nhất vô nhị. Vâng, không có chứ ai có. Vậy vậy. Mỗi một viên nhỏ xíu vậy, cứu ông sống một mạng người. Ở nhà ngói thì nhà nước cất cho ông nhà ngói nhà lầu. Muốn ở nhà thường thì cất nhà thường cho ông. Rồi con cháu ông một đứa mới đẻ lọt lòng một ngày là tính đầu lương nó cũng như người lớn
mà lại lãnh 20 triệu mới đẻ đứa con mày cũng ăn 20 triệu. Ừ. Cứ tăng vậy hoài, bình quân làm hoài. Kêu tao ở dưới bán đất này rồi về dưới ở nuôi. Nó đâu được, cái đây mồ mả ông bà tổ tiên nằm đây rồi đi về dưới. Vậy là mình chạy theo đồng tiền à. Yeah. Không đi đâu mà. Thầy trò ông làm đi. Cây số cây nhỏ nhưng mà gia tài rất lớn. Ừ. Con là tại nhiều người ta ỷ loại cái thân mình, người ta không thương cái thân xác mình. Có cái gì quý bằng con người mình. Yeah. Sinh mạng mà tụi con sống tới bây giờ con tính ra tiền bạc bao nhiêu rồi. Thấy một mày đứng vậy là mày giới chưa có hết cái số tiền mà nuôi nấng mình. Yeah. Biết bao nhiêu để gì sơ sẩy rủi ro gì mất mạng con thấy tiếc không? Dạ. Bởi tao tiếc lắm, tao cứu con cháu và bệnh nhân gì tao bỏ mạng tao tao cũng không tiếc, yêu cầu người đó sống. Dạ. Yeah. Bởi con cháu nó mến bác là mến chỗ đó. Người ta lên người ta coi trên video người ta nói ông Tư là giống ông Thọ. Ông Thọ Phúc Lộc Thọ. Để thay thuốc đi chút xin bà con. Im quá. Ừ. Thêm mà bữa nay cái da chỗ đó nó hồng hào lên. Nhờ cái thuốc nó sức hay gì. Quá hay. Con lấy trái chanh con cắt ra con nặng nước cái con lấy bông gòn con lau. Lau mấy cái rìa đường mai nè. Lau mấy nhất là chỗ này có thịt non nè. Phải lau bằng bông gòn. Nhớ nặng nước chanh. Lau, lau rồi mày bôi thuốc đỏ này vô. Con rửa nước muối. Muối phèn con phải nấu với nước me. Mà con rửa cái nước muối mua ở ngoài mua nhà nước không bằng nước chanh đâu. Dạ. Ôi, rồi, cái cứng mày rút ra thử nấm con nhổ nhổ ngay lên đừng vẽ nha. Ừ, sao không dính nữa. Ồ dính kìa. Ừ. Coi thử. Ừ. Không dính dưới chân cô bé vậy. Dính nặng lắm. Ôi ôi. À. Ngon. Bởi vì không rớt á. Ồ nghe cái bực. Nghe cái bực luôn. Bởi vì ông Tư nói cái cây đó nó bằng chứng cụ thể cái đó lúc đó lúc vô nhờ bắt nó hơn con đĩa cháu tai nghe mắt thấy mà mày giờ đụng về mày mới tin. Yeah. Dạ. Ông Tư nãy ông kịch trên nó hết biết nó dính rồi ông Tư ơi, tao cho mày đá gãy bắp đùi mày sức bắp đùi mày chứ không sức cái thuốc. Dạ. Yeah. Ngoại trừ trường hợp bởi ngày hôm qua nó mặc quần thun á, tao sợ nó tuột lên tuột xuống nó gãy. Dạ. Yeah. Chỉ nó gãy ngang cái bị cái nó hút vậy cái cây thuốc như than mình nó ướt mệt. Dạ. Yeah. Gãy chứ còn nó vuột là không thể vuột ngứa rồi chú, ngứa không hiện tượng đó là nó lành. Vậy là mình mất gạch lại không ông Tư? Khỏi con. Dạ. Cái này cái cây mới nhổ ra nè ông Tư. Còn cây này cây mới. Bác sĩ ta làm trong phòng kính nữa, sạch sẽ tao làm này thấy không? Bàn đồng y ở dơ. Đâu con thấy ông có bông gòn rồi có cột gì có còn sát, rồi, sát trùng luôn đúng không, ông Tư? Có sát khuẩn sát trùng nữa trơn. À. Sạch sẽ. Con thấy bịch đất cát đây nè. Yeah. Giờ nè đồ đạc bắt cháu mình bụi rác không
con ngó mặt chỗ khác đi, con sợ con ngó chỗ khác đi. Dạ mày đâu rồi? Ăn cơm chưa lắc, ăn cơm giờ này ăn cơm, đến cơm mà anh mất cơm. Linh Tâm nó về tỉnh luôn hả vậy anh Trinh? Nó về em ơi, mà cho anh về bao hôm chưa? Chở con đi làm cái gì, con gái này. Thì nói chứ đôi đang uống cà phê ở Long An mới điện cho ba nè. Làm mất tiêu bắp chuối con nhỏ luôn. Cha cái này phân cái này để trường ngày mai. Cái gì? Cái đó ra phân ra hai lần. Hai ba lần luôn. Ba lần luôn, quá nhiều rồi. Chạy tuốt ở trên ấy chứ này có thôi. Để tủ lạnh. Để tủ lạnh. Dạ. Yeah. Nó con phải gửi cái mài thuốc ra vậy nè. Dạ. Chứ để cái thuốc nó hút nọc rồi mình ghim vô chồng không nên. Bác sĩ người ta dùng ben không, tao ben nhóc rồi đâu, mày thấy ben đâu bằng bên này. Ben tao 70-80 năm rồi, ben xài bền lắm con không ư. Nó đi xuống đây nó làm gì vậy? Ông mặn chạy xe xuống. Xuống rồi thôi coi. À bữa nó khoe nó con mặn con dành dụm con mua được chiếc xe. Ờ trong bà nội chưa đi nãy chạy ghế kêu đốt nhang bà nội rồi. Bây giờ chưa. Chưa lọt một cú qua. Đâm vô vị thốn không cưng? Thốn. Bắp dế còn ghẻ không? Không, lành là hết rồi. Chỗ này giờ chắc không công chát thôi nè. Dạ có bình thường. Tại nó lọc nào có dùng này nè, từ đầu gối xuống đây. Thiếu gì tao rửa cho ba miên, tao mửa, tao ói, tao vô nước biển hoài. Rửa cái gì ông Tư? Rửa thuốc này nè, ừ. Rửa vết thương á. Thương lão nói mày nó thúi y răng như con chó chết vậy. Nó cắn tay, nó lầy rồi đi bệnh viện, nó cắt. Dạ. Cắt rồi về, anh không dám đi bệnh viện nữa, anh trốn. Dạ. Quá ngại anh thúi. Dạ. Có gì thơm bằng thịt mình coi. Mình còn ăn. Vậy là mấy cái trường hợp đó là độc tố nó còn nó quậy quậy. Ừ, đâu có hết, đi bệnh viện. Cũng như nó bị chất độc rồi vô rồi nó quậy tử rồi, rồi nó chết thịt rồi. Cho nên nó thúi. Lúc trước của cưng có bị thúi gì không? Nó không có hôi. Chưa đâu. Nó hôi vậy chứ. À, lúc đó còn nằm viện ha. Trời ơi, chừng mưa nó quậy tử rồi, ấy ra là lóc con nhỏ rồi đâu đó là thúi. Bởi gì? Nó thịt con nhỏ quậy tử rồi chết thì lóc rồi. Bác sĩ nói thì đụng chạm thì bên Tây Y thì nó làm gì đó ấy là lóc giòn nhỏ rồi còn đâu nữa để tới túi. Bắt đầu nhai thêm chén thuốc nữa. Ừ. Phải uống thuốc. Dạ. Ghim thuốc là phải uống. Bệnh gì cũng vậy chứ. Ghim phải uống. Tày đó là bệnh là phải uống thuốc. Dạ. Uống uống cho tống chất độc tao ra. Trong đời 40-50 năm nay rồi tao mới gặp nhỏ bên Đồng Tháp nó bị chằn quạp cắn đó. Mà cũng đi tới Sài Gòn không hết. Yeah. Dượng của nó lại là cháu ruột của tao, con Nam Đàn đến đó. Năm đó cha mất ống quẹt đó. Lúc đó thằng Tiến còn nhỏ, thằng con trai thứ hai này nè, nhỏ hơn cu đen bây giờ nữa,
hai ông cháu ăn lương hấp đọt cần sa nó sai bà anh hậu ba ngày rồi lấy hộp quẹt mất tiêu quẹt rồi đó của ông. Hộp quẹt rít bô thằng kia chết bà đúng là rít bô là cái loại của Pháp hay của Mỹ không? Mỹ tao nhóc cái loại mà bật lên nhưng mà trắng trắng lắm không tư ừ, trắng vàng thì thiếu gì hôm qua giống ở đó Sài Gòn á gòn gòn đó là gòn chế xăng xài đúng phí cái hạt đó hạt hủ qua hả chị? Hạt hủ qua lột rồi mình lấy cái ruột này mình nhai nó mềm có vỏ này người có gan thì người ta nhai luôn dạ. Nhai luôn được đặt nhai luôn cái vỏ luôn được chứ đâu có gì nhai luôn cái vỏ luôn mà nhai luôn đi khỏi lột thôi nó nút trọng không thấy không gầy nó nút trọng thấy không mềm vậy hả? Ờ nhận nút trọng nút trọng không nhai không được bây giờ nó khóc hoài đó ừ nó thấy viên thuốc này là ở trong dạ. Đó nó chát chát mặn mặn đắng đắng vàng nữa phèn. Chua ở gì? Phèn rồi, khó chịu chua khó là gì phèn chịu phèn nó chua thì nó chát nó chua mặn khó chịu gán bệnh thì bệnh phải gán chứ sao gán con bệnh rồi phải gán vô tao ông chú bác ruột ta nè cuốn chiếu cắn ông á cắn con thứ hai ông bị leo thốt lốt á dạ cuốn chiếu đeo đài cắn nhỏ bầm đen như trái mồng tơi vậy con đó. Còn con chiếu núi bự đó hả ông Tư? Không, thứ con đỏ con dạ đỏ, thứ là con chiếu đỏ đen vậy mà nó không độc tố mà con đỏ nhỏ chiếu một khúc này nè dạ nó có độc dạ vậy là con chiếu con màu đỏ nó có độc ừ. Con đen không có con đỏ là cái con giống như con rết vậy đó hả ông Tư? Không mà nó cuốn trồng vô hả nhưng mà nó màu xám tro rồi giò nó đỏ lồm đó. Cũng bụng đỏ lồm con đó nó không có bự đâu nhỏ xíu à nhỏ bằng chiếc đũa mình chiếc đũa à. Chiếc đũa còn thằng kia bằng ngón tay bự rồi đụng tới là ông co rút lại là con đen đó, nó không phải dạ. Đụng tới là ông co lại à vì là con đỏ có độc rồi chừng nào hết thì xuống cho con mượn không Tư đây là cái này là thuốc dán rắn thuốc dán rắn thằng này nó cũng hút độc tố của rắn ra hết mấy chỗ ghẻ mày xích nó chảy nước vàng như đái luôn dơ dái gian rắn cái gì là sức nó lạnh mấy cái vết thương luôn á cao thiên môn với thuốc phỏng thương lụt của cha mày cho nó lấy ra bỏ hết chừa nhân trăm mà cái thuốc này là chị bỏng được luôn đây hả ông Tư chị bỏng luôn đó mày bỏng xe mày tha vô là không phòng chị bỏng được luôn không bỏng nước không có để sẹo dứt này kêu bằng là thần dược nè gọi là thuốc dán rắn về về rắn. Thấy cái mạt để muối ớt Tây Ninh đừng có chấm me vô ăn keo muối ớt Tây Ninh ông lấy keo ông đựng bị nó đỏ đỏ nè tại vì sao ông kiếm cái kem đồ đó dạ. Kem nhỏ nhỏ vậy nè rồi bữa đó tôi lấy hộp vàng tôi đựng ông cho ông đựng thuốc luôn để kiếm dạ. Cái keo nhỏ nhỏ vậy nè đựng thuốc vô họ lột cái mạt luôn đi chị thì ông lấy cái keo muối nè ông về nói muối ớt Tây Ninh lấy me chấm vô dầu dừa về ra ngoài chợ cái người mà tao thắng dầu dừa bán đó ở chỗ nó có mấy bà trộn vô nó có bán mà mua dầu dừa còn không nữa biểu mẹ con thắng dầu dừa có người ta thắng sẵn khỏi thắng sẵn bán thiếu gì sẵn bán nó mua về vô khỏi người ta vô chai bi sẵn con mua biểu mẹ con mua hai chai bi mua về đút vô đó quậy ha phơi nắng gì cho nó lỏng ra mua năm ngày thấy ổn ổn rồi thấy êm rồi năm ngày ổn rồi em rồi cái giò bữa nay da non kéo đó từ từ nó thuốc vô từ từ hồng đúng rồi da non kéo hồng lên nè cái này đâu phải trị bệnh này nó khô queo hết trơn rồi nào chứ đâu có chảy nước vàng nữa đâu dạ đúng nó chảy nước vàng đồ giờ tao cố gắng cho người thầy tao không đi rồi cái ông thầy hiện mà đi với tao đây ông đi mất rồi ông đem về tới xứ ông xích cho cô bác dòng họ dạ ở Mỹ Tho nữa vậy là sức dời hết luôn hả ông Tư? Ờ, ông phun khoáng gì thuốc men gì không hết thì sức này hết. Dạ. Ông lên đây ông xin đâu con ạ? Dạ. Thầy đó. Đó.
bây giờ trong cho hết cái nọc ở trong người, cái làm sao cho nó đi được đó là mừng rồi. Đi mà đừng có trúng lại, là trúng đi trúng lại là được. Ừ, không cái này nó rút nọc ra, rút nọc là hết, là hết luôn à. Hết là hết luôn rồi, không có trúng lại. Nhưng mà có một cái quan trọng là cho nó đi được. Cái giò như là cái giò nó còn đi sao? Nó phải trong tối, thằng này bị khi cà que rồi, cắt gân rồi con... thịt lóc thịt. Nhưng mà đi không có được bình thường như hồi trước nữa. Không được. Dạ. Yeah. Đi cũng như mấy trống to, chổi chổi ấy. Cái lóc thịt gân bọng lóc. Dạ, yeah, cắt gân trơn. Gân rồi, gân nhượng, gân gì nó cắt của nhỏ trơn rồi. Bên vết bên đây nè, chỗ này nè là gân, là cái đường ta đi nè. Yeah. Bây giờ tao nói lát cái tao đổ nho nóng, đánh còn nóng lại chưa thành thật được. Ông thử mang bác sĩ cắt cái gân trước, gân sau cắt hết. Giữ lại được cái tánh mạng cho bé nó là quý. Giữ được tánh mạng là mừng. Phải nó biết rồi đó, đây nước đổ bằng đủ ông coi vót nước tiêu ông lỗ nó quýnh một con nhỏ con gái ở trên nó chút. Tao sợ mày nút trọng rồi tao sắc tao bầm như trên chùa Phật thầy chút thằng cháu trai nó sắc bầm ấy những cho mày nút trọng. Tuổi nó chết còn nói tao cứu lên còn sống. Bị quạt nó ngược vô đây bác mới dám hút thuốc. Cái mục chỗ này là gì? Cái quay ra nó lóc á, cái này nè. À, cũng như nó lóc ở trên này còn dư cái thịt này ha. Ông dặn mày nhớ không, vì dạ. Cắt chanh ra con nặng lấy nước rồi chấm bông gòn vô lau cho sạch. Dạ. Đừng có nấu nước me, nước muối gì nữa nữa. Nhớ nha, ông Tư dặn sao làm cái gan gì đó. Vớt nặng vô chén, vớt hột ra sạch sẽ rồi bông gòn á. Nó lại chấm vô là mới là chùi ra cho nó sạch sẽ, bắt đầu mới mấy sức này vô. Cho chế dầu dừa cho nó lỏng ấy ra rồi mình mới mô Phật. Dạ. Em vô vậy. Chúng nó vô chúng cục phèn rồi. Chúng cục phèn rồi. Phải nó uống nước vô nóng rồi vậy. Không, phèn nước cũng không pha nước này. Chúng cục phèn rồi, khó chịu. Phèn với muối nãy không có đâm ra. Học bữa qua thì để nguyên là phèn muối nãy không có đâm. Lột nó nhưng nó ăn béo, thấy bà nội cũng béo hơn đầu hồng nó con ăn chưa? Không ạ. Bữa đó chị mày nhỏ mà ôm chó sụn. Nhớ nha, nhớ nữa lấy chanh rửa cho sạch rồi cái đầu quậy với nước dừa cho nó hơi sạch 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 cái hả than. Dầu dừa. Dầu dừa. Đừng có nói nước dừa. Dầu dừa. Dầu dừa. Quậy cho ấy ra rồi lấy mà quẹt vô. Bữa nay nó kéo da non rồi nè, im rồi nè. Có ngứa không cưng? Này con sức cấp kỳ. Lấy cái chai cái tâm bông gòn á vừa cái chấm vô trong cuốn. Đâu cưng dựng cái bàn lên. Cái quẹt mình này cái vết thương bữa nay là lành lại nè, hết chảy nước vàng rồi nè. Hết chảy vàng khô rồi. Nó kéo da non rồi đó. Nó không queo rồi. Này nước vàng nó rút hết. Đây sức bữa hai bữa nó kéo đỏ lên hết. Giống chỗ này lại nè, mà không có cái da mày đỏ đó mày vừa làm y ông dặn mày nhớ không? Bữa nay thấy sẹp sẹp xuống đó cưng. Sẹp nhiều. Tao bóc thịt anh tao biết mà. Thôi dáng cố gắng đi, từ từ cũng qua. Hết rồi. Hết rồi. Không đâu. Dù chết thì không có chết đâu. Đừng khỏi lo. Mà cái giò mày có tật thôi. Ừ, cái giò có tật. À, chứ dù chết là không có chết đâu. Cái vụ si cầu que là tao không bảo đảm. Ủa mẹ nó lóc thịt mẹ mới, cái sào giác có chết rồi. Ghê không thật. Những cái nọc gắn ghê thiệt chứ. Tôi vừa mới thấy luôn. Cái mà em phục nhất là cái cây này mới ghê hơn nè. Ừ, cái cây này. Vì nó con cũng thiếu, giờ nó găm rồi, giờ nó lấy nọc ra được. Ừ. Nó hút độc ra. Rồi, nó hút hết độc ra được. Bởi vì ông Tư cũng nói cái này cũng như là tiên dược vậy đó. Ừ. Không nhận lợi hại cây thì có bằng hạt gạo à. À, rồi, lỡ tới đây nè, người á, xôi nó biến nó bầm. Yeah. Ra nó biến nó quằm luôn là ông ba là chợp là lấy thuốc là ấy vô liền luôn. Chợp game thuốc vô liền luôn là ông
khúc này nè, nấy đó. Ghim vô rồi chút xíu hết hả? Ờ, ghim vô là hạ xuống liền. Thì lá dúi với muối phèn này nè. Đâm. Đâm cho nha. Ờ, đâm ấy thì đổ ấy nước rồi, nhiễu nước rồi vô. Dạ, chứ lúc đó mấy ổng đâu nhai được. Ờ, có người ta nhai, người ta nhổ. Dạ. Vợ chồng thì người ta nhai, người ta nhổ, em út anh em gì đó. Dạ. Rồi tới hằng nào ấy, nhưng này thì người ta nhai. Nhai nuốt vô. Cái lá này là lá dúi hả chị? Lá dúi. Dạ. Có qua với muối phèn. Biết nó lúc chồng tôi sắc nãy tôi bầm bầm tôi sắc nhẹ 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 nhẹ. Chả nó nuốt. Nhai hơi khó chịu nuốt chồng thôi. Nuốt chồng. Quên nãy quên làm muối phèn đi. Muối phèn nãy để nó nguyên cục. Mấy mình luôn. Mặt mày đầu cổ gì mà con khỉ nó cắn mình, nó đâu cắn bậy. Con heo rừng thì nó cắn, nhưng khỉ nó cắn mấy khớp xương này không. Tay mày nó cắn cu lẳng này nè, dưới bàn tay mình. Yeah. Lỗ tai, mắt cá, đầu gối, ngắn vậy. Ngộ hay không? Không ừ, nó cắn mấy chỗ cho mình đừng đi nữa mà. Khỉ ác thì sao? Anh cũng đi gài khỉ đó. Dạ. Giữa thù quán nhau để ý. Bữa đó anh đi, mỗi lần anh đi hai ba cha con, bữa đó anh đi mình dứt ngón đường dứt anh liền. Dạ. Về cái phong còn gánh đem vô bệnh viện, phong còn gánh giật ảnh. Rồi cái cũng con nhỏ dân sự nó ở ngoài mà nó biết tao. Dạ. Vì tao có cho thuốc băng dân con ghẹ, dân lưới ghẹ. Dạ. Bị cá đuối đâm hoài chạy lại tao, cho thuốc quẹt vô hết. Cá đuối đâm cũng có độc luôn không tư? Trời, có nhất gì nhất bằng gai cá đuối con. Ừ. Nó thua hơn sứa thôi. Thua hơn sứa lửa thôi. Cá đuối nó đâm cá ngát, cá trê trắng mình nó có góc độ nào với nó. Nó đâm mắt để giọng khiên đó. Tại là mấy bữa đó có thằng đại quý Chi Lăng qua tắm Hà Tiên. Thằng này tắm ngoài sâu nó mò ăn cá ngát được nó dục, thằng này không dám ra sâu. Dục trong này anh tưởng như cá mịn kê chụp dùng nước biển trong xanh, thấy cá cầm tay chạy chụp. Đâu ngờ nó có lưng như, gai lưng như cá chốt. Yeah. Nó quất vô trọng mà anh mập. Đây không nào mập, anh bảy mấy ký, anh đại quý. Ồ, người ta nói mày anh vô nhà thương voi chích thuốc vô nước biển anh xuống đây. Mồ hôi anh chảy ra còn hơn mày tắm nữa. Hai thằng lính hai bên khăn bàn bự mà nó lau liên tục. Đem xuống đây rên quá rên tao đâu. Tại mày chứ đâu phải tại tao rên mày. Rồi ra đâm thuốc đắp vô, đắp cho anh làm tin. Chút anh ngái luôn, máy đèn không đa mà còn thua anh ngái. Rè rồ, tao nói rồi, nó đi miền khác rồi. Mấy người lính nó nói đâu có, ổng còn thở mà. Tao nói nghe nó đi miền khác tưởng chết á. Đi ngủ mà. Ngủ mà nữa ấy, đã luôn. Rồi ngủ lát thức dậy anh ta ngồi dọp giáo giác. Thì anh ta tưởng trong căn cứ. Yeah. Đem xuống đây anh hết biết rồi con người anh. Rồi chừng chừng mấy người lính nói ông Tư nãy giờ trị thuốc cho ông đó. Nhớ nghe con về biểu mẹ con mua chai hai chai dầu dừa người ta bán sẵn bằng tay cái mình á, ngàn hai ngàn chai hay một chai gì đổ vô quậy vô phơi nắng cho nó lỏng lỏng ra con phết vô đó cấp kỳ. Rồi vậy ngày mai cái giờ này xuống nữa, ngày mai đi không được thì điện tăng nè. Nói chung là ngày nào mà em không có người hỗ trợ tống em xuống Tư á thì điện cho anh hay trước cho khoảng tiếng ngoài hồ á rồi anh thắp tiếp. Ừ, điện cho hay trước á. Không sao đâu, anh không lấy tiền xăng đâu, sợ tới giờ nào vành lành hết không hết xui hết mới lấy. Ừ, lấy được. Dạ lấy được. Cho dai mình để đó. Dạ. Vậy đâu ra. Ừ. Đừng ăn bậy ăn bạ, đừng uống cà phê nước đá mày. Dạ. Nhớ cử nha. Lấy nón bảo hiểm trồng lên đầu. Dạ.
nhà luôn tư. Nhớ cử đồ ăn rồi cho em đó nha. Để cẩn thận, đừng cho nó mau hết. Bò rồi đừng ăn. Đừng cho nó mau hết. Rồi nước đá, cà phê, rồi nhém. Cho nó hết rồi uống con. Măng tre rồi đừng ăn. Măng tre ăn độc lắm. Thấy cái này kéo da non rồi, im rồi. Như mà cái bé trai nãy chị gắn đó rồi. Cái bữa nay ông Tư thấy sao rồi ông Tư? Thấy nó bớt. Dạ. 10 phần nó bớt cũng 2-3 rồi con. Dạ. Cái đó theo như ông Tư độ là thường xuyên ông Tư trị đó, độ khoảng mấy ngày nữa là khỏi luôn ông Tư. Mình không có chắc, để bác nói cho con nghe không chắc là gì. Dạ. Theo đúng nói giữ cái lực cử kiên đó. Dạ. Thì đúng lời bác dặn. Còn nó không cử kiên rồi, nói dụ về nói với con cháu là nó dốc sao? Ông nói 3 ngày hết, bữa nay 10 ngày thì còn y nguyên, còn thêm nữa. Yeah. Cái gì vậy đó, tại nó không cử kiên. Yeah. Còn thí dụ như cử kiên là ông Tư nói 3 ngày là 3 ngày đúng, hết. Yeah. Đúng, đúng vậy. Yeah. Cũng như dặn nó tới lui về tuổi trẻ nè. Dặn nó nói trắng trợn, nói này nó cự biểu định ôm vợ đó. Nó cự ôm vợ là chết à. Cái thuốc của ông Tư sức cái giò đó, con thấy cái này kéo da non hồng hồng lên im ông quá. Ông thuốc nó rất tốt chứ. Dạ dạ. Nói chung mình nói quá mức độ hay ho của mình chứ. Thuốc Tây không có thuốc nào qua mát này kia không lợi nữa. Dạ. Cho nên có chai bà lớn 45 nha. Quẹt cho nó nãy ra 3-4 chai này chưa hết nữa. Mua thuốc tàu tôi xích 3 ghẻ thôi nè. Cái này ta ăn trúng núm. Bị núm rồi nó trọng bệnh rồi qua bẻ cái dìa rửa sơ sơ cho nó sạch bụi cát trụng mì. Để mì vô rồi chế nước sôi thành ra nó không chín. Ăn sống nó còn chất độc. Con cũng xin phép ông Tư con về. Ừ, bác Tư cảm ơn năm nhiều. Dạ, rồi để cho ông Tư nghỉ ngơi đi. Dạ. Cho ông Tư dùng cơm. Dạ, xin phép ông Tư, ông Tư ơi. Ừ, dạ. Cháu gì?